các bạn mãi không bằng. Như CVR làm chúng ta kể thì các bạn lại không cần. Một lá mắt và bao nhiêu thằng vẫn quay vẫn ngoài không thanh. Không biết sao vậy thì mình sẽ tình thật không gọi bài không bằng. Và có chắc các bạn xưa này hoàn toàn là old school. Các bạn chưa từng bị giật kinh phong trong từng câu hú. Âm nhạc phát triển chính bạn còn không giữ được màu cũ. Bạn không rap mình là giống LK ngày xưa là tại đâu ngu. Rap Việt là xuất phát từ Việt Kiều. Vô tình những gã Việt Kiều đối lại có gốc ở miền Nam. Mới có gì từ đám hốc bối như tổ nhân tông đem triển lãm. Đến phòng lê các bạn còn đi chưa có cái lồn mà liên quan. Rap Việt đỉnh cao là đến từ miền Bắc. Những tổ chức như những chiến hạm vào cặp văn hóa khắp Việt Nam. Bao nhiêu thằng trong số các bạn có vừa LK để biết rap mấy năm gần đây thì mới có dịp lên mic nói chuyện như thuyết giảng. Rap Việt các bạn vẫn mãi là đi sau. Từ cái vụ có thằng bá rơi chỉ lưu xe đi để ghi dấu. Tiếp theo đó là hai con vật là Liễm Sơn Tùng. Rồi thi nhau từng thằng đối chung một chiêu từng người không kể để thi đấu. Rapper mình dream lên cao để underground để tao còn đó. Vẫn đủ sức để chơi bất kỳ kỹ năng nào mày vẫn còn sò. Tụi mày tôi khanh nhỏ lên thờ chính ông ấy. Vẫn còn lo cho giống Vinny được thờ sau khi bị đem ra chửi như con chó. Các bạn ghen tất vì các bạn mãi không bằng. Vì CVA làm chùm đáp kể thì các bạn lại không căng. Dramatic mà bao nhiêu thằng vây quanh vẫn hoài không thắng. Không biết sao vậy không biết Sơn Tùng thì phi vạn bài không tăng. Và có chắc các bạn số này hoàn toàn là old school. Các bạn chưa từng bị giật kinh phong trong từng câu hú. Âm nhạc phát triển chính bạn còn không giữ được màu cũ. Bạn không rap mình là giống LK ngày xưa là tại đầu ngu. Sở hữu tài fan con nít chúng mày cứ nghĩ anh hùng lắm sao. Từng chửi Andre thì giờ cũng đang kiếm tiền trên từng tấm áo. Chẳng qua thời gian là mờ nên fan không thấy được những lần xạo. Nếu ghen tức chuyện lên TV thì xin sensi cho đứng gần bảo. Chứ đâu cần giả làm người bí ẩn diễn như thằng hề kiếm tô cơm. Thằng từng nhờ sẽ đi mic nhạc rồi quay lại đi xào vô ơn. Thằng từng chui trong GVA lại quay ra phá khi đủ lớn. Thằng từng chửi công an vành vách rồi lại cung cút lúc ngủ đồn. Đó hip hop là thế đó. Hip hop nằm trong con người chứ không phải rap đâu nha thằng chó. Hip hop có thể xạo lồn nếu làm cho mày sau này bằng nó. Và hip hop là kéo pháo dàn chứ không một một tao mày bạc co. Xin chào tất cả mọi người, nhóm chúng mình là Zero Nine. Và chỉ có những loại súc vật mới suốt ngày đi phân biệt vùng miền. Thà như mày đừng cố thanh cao vì đời ấy không cần thiết dùng tiền. Cùng dân tộc mà trừ dân ta như kiểu chúng mày là người khác xứ trên tranh hai miền. Dù có kéo dài thì cũng dừng tại 30 tháng 4. Các bạn ghen tức với các bạn mãi không bằng. Vì CVA làm chùm rap kiệt thì các bạn lại không căng. Một dramatic và bao nhiêu thằng vây quanh vẫn hoài không thắng. Không biết sao cây không biết Sơn Tùng thì vi phạm bài không tăng. Và có chắc các bạn xưa này hoàn toàn là old school. Các bạn chưa từng bị giật kinh phong trong từng câu hú. Âm nhạc phát triển chính bạn còn không giữ được màu cũ. Bạn không rap mình là giống LK ngày xưa là tại đâu ngu.